Chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Thật sự thì chúng ta rất bất ngờ vì khi có Skibidi Toilet Season 24 mà không có bất kỳ một thông báo nào từ DaFood. Thật sự thì chúng ta có một phút cho cảnh quay bí mật của tập này. Chắc chắn là các bạn đã rất mong chờ về điều này. Trong video ngày hôm nay, những phân cảnh bí mật không chỉ cho chúng ta thấy những điều điên rồ mà. Sau phân cảnh của thám tử cameraman trong bản đầy đủ của tập 70, cuối cùng chúng ta đã gặp được nhân vật bí ẩn này nhiều hơn trong cảnh bí mật. Và điều khiến các bạn ngạc nhiên không chỉ có vậy. Tuy nhiên, trước khi đến với video phân tích ngày hôm nay, đừng quên like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhân 3 tốc độ ra video nhé. Giờ thì hãy tìm một địa điểm thật lý tưởng, ăn miếng bánh uống chén trà để cùng thưởng thức video ngay thôi nào. Điều đầu tiên chúng ta cần nói về hình nền của tập 74. Nó có vẻ kỳ lạ nhưng thực tế nó có một bí mật. Lúc đầu Titan Cameraman giơ ngón tay cái lên trong hình thu nhỏ. Vì lý do nào đó anh ta quyết định thay đổi nó. Tại thời điểm này đó là một phân cảnh tùy chỉnh cũng xuất hiện trên shop và trang cộng đồng của anh ta. Thành thật mà nói, đây sẽ là một hình nền điên rồ, nhưng vấn đề là mặc dù vẫn giống nhau 100% nhưng vẫn có một chút khác biệt giữa hình ảnh trên shop và thu nhỏ. Trường hợp này thì hình thu nhỏ này là hình thu nhỏ đặc biệt bởi vì DaFood đã đưa ra một thông điệp bí ẩn trên hình thu nhỏ mà chỉ có một vài người ít nhận ra. Tôi đã thấy điều này cách đây một thời gian và không tạo video về nó, thậm chí cho đến khi ngày hôm nay nó thực sự không thể đọc được nhờ YouTube. DaFood cũng đã thay đổi mô tả của tập 74 cùng với hình thu nhỏ. Nhiều người tin rằng nó đã xác nhận một điều trong số các giả thuyết từ các video trước. Mô tả nói rằng hạm đội Astro Toilet xâm chiếm trái đất. Mọi người tin rằng do DaFood nói xâm chiếm trái đất. Giả thuyết của chúng ta về Astro Toilet có thể là các ngoài trái đất có thể đúng và họ đến từ một hành tinh khác để săn lùng G-Man sau khi anh ta phản bội. Tôi đoán với sự thay đổi mô tả, có vẻ như điều đó thực sự bây giờ có thể xảy ra. Nếu chúng ta nói về những cảnh bí mật thì cảnh đầu tiên diễn ra ngay sau tập 72 và chúng ta có góc nhìn của Lucky Cameraman sau khi sự việc kiện ở tập 70 nơi anh ta giả mạo cái chết. Nhưng tôi đoán đặc vụ bí ẩn đã đúng. Có lẽ anh ta không nên rời khỏi vị trí của mình để gặp Plunger Cameraman lần cuối vì những gì xảy ra tiếp theo thật điên rồ. Vì các bạn biết rằng Lucky Cameraman là một trong các đặc vụ bí mật và chúng tôi đã suy đoán rằng anh ta đã được ghi danh vào đội đặc vụ bí ẩn sau tập 65. Vì chúng ta thấy đặc vụ bí mật đang theo dõi Lucky Cameraman ở cuối tập đó. Và trong những phân cảnh bí mật của phần 22, chúng ta thực sự thấy đặc vụ bí ẩn giao cho Lucky Cameraman một nhiệm vụ. Trong những phân cảnh của Season 23, chúng ta thấy đặc vụ bí ẩn nói chuyện với Lucky Cameraman một lần nữa vì anh ta đã rời khỏi vị trí của mình. Anh ta bảo hãy bám sát kế hoạch và anh ta chắc chắn rằng anh ta sẽ thuyết phục họ, nhưng thuyết phục họ về những gì chúng ta sẽ nhận được. Quay trở lại, cảnh bắt đầu với Lucky Cameraman được cố định trong phòng điều dưỡng ở trụ sở của Cameraman trong khi anh ta đang nhìn bác sĩ và kỹ sư, vì trong tập 70 phần 2, chúng ta thấy cánh tay trái của anh ấy bị thương khá nặng. Khi anh ta được điều trị, chúng ta thực sự nhìn thấy Cameraman thám tử đang đi phía sau. Ngay sau khi Lucky Cameraman giơ ngón tay cái lên cho những người sống sót của anh ta trước khi đứng dậy và cố gắng rời khỏi đó. Nhưng anh ta đã gặp cameraman thám tử và hai cameraman tiếp viện đến gần và còng tay anh ta. Chiếc còng tay này quá ảo diệu, chúng kết nối với một loại năng lượng xanh và xanh lục nào đó và cameraman đã cưỡng bức Lucky Cameraman trong khi Lucky Cameraman cố gắng thoát khỏi cái còng, nhưng anh ta thậm chí không thể di chuyển. Điều này thật điên rồ, thậm chí các bạn có thể thấy phản ứng của cameraman xung quanh. Thực sự có cảm giác như đây là lần đầu tiên hoặc một trong những lần hiếm hoi khi một người nào đó trong liên minh bị nhốt. Vì mọi người bị sốc, không thể nào chuyện này không xảy ra, không gây một số kịch tính trong liên minh. Vì thực tế là có một kẻ bị cáo buộc là kẻ phản bội trong liên minh, có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể là kẻ phản bội. Và họ có thể chưa tìm ra. Nhưng tại sao POV Cameraman lại bị bắt? Làm sao Cameraman thám tử lại đưa ra kết luận của mình? Tôi nghĩ manh mối đầu tiên mà anh ấy có được là người của Lucky Cameraman đã vào trước những người khác. Thậm chí trước khi cánh cửa thực sự mở ra. Vì như các bạn đã nhớ thì liên minh lần đầu tiên vào trong phòng thí nghiệm thì có lẽ Lucky Cameraman không được phép ở đó. Điều thứ hai là kiến thức của anh ta về phòng thí nghiệm, có vẻ như anh ta biết toàn bộ nơi này và có một số điều khiển từ xa đặc biệt có thể mở mọi cánh cửa. Điều này vẫn chưa đủ, anh ấy là người duy nhất còn sống từ biệt đội ban đầu. Tất cả những sự thật này có thể dẫn đến Cameraman thám đã bắt kịp Lucky Cameraman. Nhưng điều may mắn là Lucky Cameraman hơi quá lạnh lùng khi anh ta bị bắt.
anh ta thậm chí còn không chống cự hay làm bất cứ điều gì chống lại, anh ta đơn giản chỉ tuân theo. Cảm giác như anh ta có ý định bị bắt, có vẻ như đặc vụ bí ẩn muốn anh ta bị bắt khi anh ta nói tôi chắc bạn sẽ thuyết phục được họ trong ảnh quay bí ẩn. Có vẻ họ sẽ tổ chức một phiên tòa xét xử Lucky Cameraman bị bắt và trong khi anh ta tạm dừng vụ án của mình, anh ta sẽ cố gắng kéo mọi người vào phe đặc vụ bí ẩn hoặc khiến mọi người tin rằng anh ta không phải là kẻ phản bội. Có rất nhiều khả năng xảy ra, nhưng có thể thám tử Cameraman sẽ là một đe dọa lớn nhất trong liên minh với đặc vụ bí ẩn bây giờ. Vì nếu anh ta nắm bắt được các đặc vụ bí ẩn khác đang làm gì, tôi nghĩ sớm thôi thì đặc vụ bí ẩn cũng sẽ bị đưa ra ngoài ánh sáng. Sau phân cảnh này, chúng ta có cảnh bí mật thứ 2 xảy ra sau tập 73. Tôi thậm chí không thể tin được những gì chúng ta đã chứng kiến trong một vài giây đầu tiên. Đúng 4 giây chúng ta thấy rất nhiều những tư thế khác nhau. Thật quá là điên rồ. Đầu tiên chúng ta thấy có một cameraman nhìn mặt trời khi tạo một cái dáng gợi cảm. Anh bạn thực sự có một đường cong quá nuột. Người thứ hai đằng sau chỉ đơn giản là thưởng thức một cảnh bình thường. Nhưng đây là một điều bình thường và cameraman phía sau có vẻ là chỉ huy. Anh ta đang hút thuốc thì phải. Tôi tự hỏi chúng ta có gặp lại họ hay không. Nếu họ là các camera đặc biệt thì điều này sẽ vô cùng dễ dàng. Thật sự thì có thể chúng ta sẽ có rất nhiều chỉ huy trong những đội khác nhau. Có vẻ như đội này đã qua rất nhiều điều trước đó. Họ cảm thấy ớn lạnh với những gì xảy ra. Thực tế nó sẽ còn ớn lạnh hơn. Và bên cạnh chúng ta có hai cameraman đang chụp ảnh với một tên Skibidi. Tại sao anh ta lại chụp ảnh bằng máy ảnh trong khi anh ta có thể ghi lại toàn bộ nó? Mọi thứ dường như không có ý nghĩa gì. Thực tế là anh bạn đang tạo dáng cho một Skibidi. Ngoài ra chúng ta còn có bản hiệu phòng thí nghiệm Alpha Hill. Ngay sau đó, họ nghe thấy một điều gì đó. POV đột nhiên quay sang chúng ta thấy G-Man xuất hiện đang cố gắng trốn thoát khỏi Titan TV Man. Đây là sau tập 73 trước tập 74. G-Man đến hiện trường nhưng nhận ra Titan TV Man cũng đuổi theo anh ta. Vì anh ta dịch chuyển tức thời, anh ta nói bạn không thể chạy mãi mãi trong khi cố gắng giết G-Man bằng được. Các máy bay cũng đã tấn công vào G-Man. G-Man né tránh những điều này và nói cho tôi một cơ hội. G-Man cũng mở tấm khiên của anh ta vì Titan TV Man bắn laser. Sau đó anh ta đã đáp lại G-Man bằng cách sau tất cả những gì bạn đã làm. Titan TV Man xoay vòng và cố gắng kết liễu G-Man. Điều thực sự đã chạm vào tấm chắn của G-Man và làm G-Man gián đoạn. Trực thăng vẫn tiếp tục tấn công G-Man, mặc dù nó thậm chí còn không thể làm tổn thương G-Man. Titan TV Man nói không bao giờ trong khi cố gắng cắt đôi G-Man. Nhưng G-Man vẫn có thể trốn thoát một lần nữa. Chúng ta đã biết G-Man từng là một Astro Toilet và có vẻ G-Man cần sự giúp đỡ ngay lúc này vì chắc chắn rằng G-Man không thể chiến thắng các Astro Toilet. Có vẻ liên minh sẽ phải hợp tác với G-Man để chống lại các Astro Toilet. Chắc chắn G-Man sẽ trở thành một Titan ở một hoặc hai tập tới. Thậm chí G-Man còn sẽ cứu Titan Cameraman để chứng tỏ mình sẽ hữu ích cho liên minh. Tôi nghĩ chắc chắn rằng ngay cả sau khi hợp tác thì G-Man thực sự vẫn không hối cải và phản bội liên minh bất cứ lúc nào. Thực sự thì điều này hoàn toàn có cơ sở với tính cách của G-Man. Nhưng lợi dụng được G-Man hay ngày nào thì vui ngày đó trước. Vì mọi thứ đang rất tồi tệ. Video tới đây cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like, đăng ký kênh để Zero có thể ra những video hay hơn nhé.